Tài khoản Samsung giống như tài khoản iCloud trên iPhone, nếu ta quên mật khẩu thì khá là phiền phức. Điều này sẽ gây bất tiện khi chúng ta muốn khôi phục cả đời gốc máy để bán máy lại cho người khác chẳng hạn, thì máy sẽ yêu cầu là phải nhập mật khẩu tài khoản Samsung mới cho khôi phục cả đời gốc máy. Video này Thuận sẽ đem đến cho mọi người một giải pháp giúp chúng ta khôi phục cả đời gốc máy, xóa sạch sẽ tài khoản Samsung mà không cần mật khẩu tài khoản. Và cách này nó rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần cầm máy tính bấm một cái mã lệnh trong vòng 5 giây là mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Không dài dòng nữa, ngay sau đây sẽ là cách chúng ta thực hiện. Trên tay của Thuận đang là chiếc Samsung Galaxy S22 flagship vừa mới ra mắt năm ngoái của Samsung. Đấy, thì đây là một con máy đời cao nhé, không phải là máy đời thấp đâu nhé. Đấy, Samsung S22 bản Hàn Thuận đang bán giá là 7,7 triệu, thì hôm nay đem ra để test luôn. Đấy, như mọi người thấy là Thuận đã có cái tài khoản Samsung ở đây rồi. Bây giờ mà nếu mà muốn khôi phục cả được gốc máy ấy, thì chúng ta phải dùng đến cái tài khoản Samsung. Đây, muốn khôi phục cả được gốc máy, muốn khôi phục cả được gốc máy thì bắt buộc chúng ta phải nhập cái tài khoản Samsung vào thì mới khôi phục được. Ta sẽ vào phần thông tin điện thoại, thông tin phần mềm, số hiệu bản tạo, ta nhấn 7 lần vào để bật chế độ nó phát triển lên. Sau đó ta quay trở lại chế độ nó phát triển, ta bật cho Thuận cái phần gỡ lỗi qua USB lên. Ok, tới đây là xong. Hiện tại thì máy vẫn đang dính cái tài khoản Samsung, không nhớ mật khẩu, không thể thoát ra được. Thì tiếp theo chúng ta hãy cắm điện thoại với máy tính. Và trên máy tính Thuận đã làm sẵn một cái file để chúng ta xóa tài khoản Samsung. Đấy, nhiệm vụ rất đơn giản là ta nhấn click vào cái file này, bấm một phát. Ok, bây giờ chúng ta quay xuống cái phần khôi phục cả đời gốc máy, thông tin điện thoại này, đặt lại này, khôi phục cả đời gốc này, đặt lại này, xóa hiện. Đấy, vậy là chúng ta không cần cái mật khẩu Samsung, chúng ta vẫn có thể khôi phục cả đời gốc máy. Và sau khi khôi phục cả đời gốc máy xong, máy lên nó sẽ không yêu cầu chúng ta phải nhập lại tài khoản Samsung đâu. Lưu ý là làm theo cách này thì chúng ta sẽ mất hết dữ liệu máy, do đó thì chúng ta sẽ phải sao lưu dữ liệu máy trước khi mà làm cái này. Và sau khi khôi phục cả được gốc máy xong thì ta sẽ khôi phục lại dữ liệu, như vậy ta sẽ không mất dữ liệu. Đây thì tới đây Thuận có thể rút cáp rồi, và chúng ta chỉ chờ là cái máy nó lên thôi. Đó, thì tới đoạn này thì Thuận sẽ tua nhanh một chút nhé, Thuận không cắt đâu, mắc công thì mọi người lại nghĩ rằng là nó không làm được. Đấy, cắt ghép đấy, Thuận chỉ tua nhanh thôi. Ok, cũng không quá lâu lắm thì máy đã lên rồi. Máy bản Hàn nên là lên nó sẽ có chữ Hàn nhé. Ta sẽ chọn tiếng Việt. Bắt đầu này, đây, mọi người xem này. Ta sẽ cài máy lên như bình thường thôi. Cứ thế cài máy lên như bình thường, bỏ qua. Không sao chép. Tiếp. Bỏ qua. Bỏ qua. Đấy. Tới đây chúng ta thấy là cái tài khoản Samsung nó sẽ không yêu cầu nhập lại nữa. Đó. Ok. Xong. Bây giờ Thuận sẽ đi vào cái phần cài đặt để cho chúng ta xem lại xem là còn có cái tài khoản Samsung không nhé. Đây, hoàn toàn là tài khoản Samsung mà không còn nữa rồi. Vậy là Thuận vừa đưa ra cho chúng ta cái giải pháp để chúng ta khôi phục cả được gốc máy, xóa tài khoản Samsung mà không cần mật khẩu của tài khoản Samsung. Bởi vì cái này nó liên quan đến vấn đề bảo mật máy, thế nên là Thuận sẽ không chia sẻ công khai ở đây. Nếu mà mọi người cần hỗ trợ thì cứ nhắn với Thuận qua số Zalo 0848029198. Thuận sẽ hỗ trợ chúng ta xóa mật khẩu tài khoản Samsung từ xa, nhanh gọn trong vòng chưa đầy 5 phút. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.